Bất chấp những biến động của kinh tế thế giới, thị trường bất động sản công nghiệp trong thời gian qua vẫn duy trì sức hấp dẫn với các nhà đầu tư nước ngoài. Theo chuyên gia, nhờ những ưu đãi từ chính sách cho thuê đất giá ổn định và mô hình nhà xưởng xây sẵn phù hợp với doanh nghiệp thuê vừa và nhỏ đã giúp tỷ lệ cho thuê ở một số khu công nghiệp được lấp đầy. Bất động sản công nghiệp là phân khúc giữ được uy tín nhiều nhất so với các phân khúc khác trên thị trường. Tại Đà Nẵng, ngoài khu công nghệ cao, 6 khu công nghiệp hiện có của Đà Nẵng gần như đã lấp đầy. Các khu cụm công nghiệp mới lại đang trong quá trình triển khai, trong khi đó nhu cầu thuê đất của nhà đầu tư là rất lớn. Khi mà các cái doanh nghiệp nước ngoài tiếp tục đầu tư tại Việt Nam, thì các cái quỹ người ta thấy cái khả năng tăng trưởng, thì người ta sẽ tiếp tục mở rộng hoặc là tiếp tục bỏ vốn vào Việt Nam. Còn song song đó, các cái chủ đầu tư trong nước khi mà có cái nguồn cầu thì dẫn tới là cái nguồn cung nó có được một cái lượng hấp thụ tốt và do đó là nó sẽ vay được vốn tốt hơn. Bên cạnh đất công nghiệp, xu hướng tìm kiếm mặt bằng nhà xưởng xây sẵn tại các khu công nghiệp của các chủ đầu tư đang gặp thuận lợi. Với những mặt bằng có vị trí thuận tiện, hạ tầng giao thông phát triển, hợp đồng thuê ngắn hoặc trung hạn đều dễ giao dịch. Thì ngoài việc là có sẵn cơ sở vật chất, bao gồm nhà xưởng, hệ thống phòng cháy chữa cháy và tất cả các hạ tầng để có thể là triển khai sản xuất ngay, thì công ty cổ phần Long Hậu cung cấp những dịch vụ hỗ trợ. Đầu tiên là việc là hỗ trợ làm việc với ban quản lý trong việc cấp giấy chứng nhận đầu tư cũng như là các loại giấy phép khác để sớm đưa nhà máy vào sản xuất. Giới chuyên gia cũng nhìn nhận hiện giá thuê đất tại Việt Nam khá cạnh tranh so với các thị trường mới nổi khác, thấp hơn khoảng 20% so với Indonesia và Thái Lan đang là lợi thế. Năm 2023, thuê đất cũng sẽ giảm 30% để hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, được coi là điểm cộng lớn cho bất động sản công nghiệp. Tôi cho rằng để tiếp tục tăng cường phát triển công nghiệp, địa phương và các đơn vị phát triển, quản lý bất động sản công nghiệp cần tạo dựng môi trường triển khai và vận hành kinh doanh thuận lợi, nhanh chóng hơn cho nhà đầu tư. Cần giải thích rõ ràng thông tin về đầu tư và quy hoạch, nhất quán các quy định pháp luật để các nhà đầu tư, chủ đầu tư hiểu đúng. Mặc dù đầu tư FDI năm 2023 có sự chậm lại do suy thoái kinh tế, tuy nhiên, thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam nói chung, Đà Nẵng nói riêng có thể duy trì nguồn cầu từ nhà đầu tư nhờ các lợi thế về lao động, dân số, sự phát triển cơ sở hạ tầng, ưu đãi đối với các nhà đầu tư nước ngoài cũng như những nỗ lực của chính phủ trong việc duy trì sự ổn định kinh tế vĩ mô.